Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của người dân về dự thảo thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Thông tư này quy định theo hướng chỉ yêu cầu trình độ đáp ứng được công việc, không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như hiện nay. Cụ thể, trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn tại các cơ sở đào tạo đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ví dụ như tốt nghiệp đại học phải đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3, mà tương ứng với yêu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Các trường hợp đã được miễn thi ngoại ngữ tin học trong kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học theo quy định của tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.